Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đến sợ với những thứ văn hóa tham nhũng đang chặn đứng dòng chảy phát triển của quê hương Việt Nam. Trong tiến trình phát triển của Nam Hàn, người ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống Bắc Trung Hy: "Tôi sẽ bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng đã đề ra." Và đất nước Nam Hàn, từ một quốc gia có nền kinh tế què quặt thiếu thốn, chấp nhận đưa lính đi đánh thuê, đã trở thành một cường quốc trong khu vực, cường quốc của châu Á. Sở dĩ có được ngày hôm nay, Nam Hàn không thể phủ nhận tinh thần và công lao của ông Bắc, bởi chính cái tinh thần bài trừ tham nhũng, liêm chính, làm kim chỉ nam xây dựng quốc gia của ông đã giúp cho đất nước không có một đội ngũ quan tham sâu mọt đục khoét của dân, chí ít cũng trong thời gian ông làm lãnh đạo. Nhắc tới ông chỉ để muốn nhấn mạnh rằng vấn đề tham nhũng hoặc là có hoặc là không, nếu có tham nhũng thì đất nước dẫn đến tình trạng bệ rạc điêu đứng, phe nhóm cắt cứ và người dân còng lưng gánh chịu thuế, gánh chịu nợ công, gánh chịu sự bức xúc bất công. Nếu không có tham nhũng thì người dân cùng nhau cùng chung tay với chính phủ xây dựng kiến thiết quốc gia, cùng hướng về một quốc gia tươi sáng, quật cường trong tương lai. Nói như vậy để thấy rằng tham nhũng không thể có chuyện tham nhũng một đồng thì bỏ qua, tham nhũng nhiều đồng thì xét tội. Muốn chống tham nhũng thì cần cương quyết lên án và truy kích đến cùng kẻ đã ngang nhiên chiếm đoạt tài sản công dù chỉ một đồng, chứ không phải là hàng trăm tỷ đồng cũng chưa xét xử như đất nước Việt Nam chúng ta. Chính vì nhận thức chỉ một đồng không đáng gì, thế mới có nhận thức rằng anh em cảnh sát giao thông nhận dăm ba chục sao gọi là tham nhũng, và tham nhũng vặt trở thành quốc nạn bên cạnh tham nhũng lớn làm khánh kiệt quốc gia. Cướp giật một chiếc bánh mì chưa tới 20.000 đồng mà bị xử tù cả chục năm với hai thanh niên gặp cảnh túng đói. Vậy nhưng trộm cắp tài sản công dù có vài bạc lẻ lại cho rằng có vấn đề gì phải bận tâm. Thế rồi, từng ngày một, có những tên có quyền chức tham gian vẫn cố lấy từng món tiền nhỏ trong ngân khố, và khi hết nhiệm kỳ, chúng có một khối tài sản cách xù. Nhiều kẻ quan chức đục khoét những món lợi lớn rồi luôn coi đó là chẳng đáng gì, hay sai phạm nhỏ rồi chỉ nhận những mức kỷ luật như cảnh cáo hoặc khiển trách, coi như một sự trừng phạt nghiêm khắc, đích đáng lắm rồi. Nếu như trước đây, tại điều số 279 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định nhận hối lộ trên 300 triệu đồng sẽ bị tử hình, thì tại điều 354 Bộ Luật Hình Sự đã bổ sung sửa đổi 2015 có quy định tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Tù chung thân hoặc tử hình nếu nhận hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Và đây là một cơ hội tốt nhất cho mọi kiểu tham nhũng hối lộ. Con số tham nhũng hối lộ nếu nhát gan thì sẽ giữ ở chừng mực dưới 1 tỷ, hoặc dạn dày một chút thì có thể hô biến trẻ nhỏ từ vài tỷ đồng xuống vài trăm triệu đồng, nhưng là vài trăm triệu đồng cho mỗi vụ. Và điều đáng bàn ở đây chính là ngay trong quy hoạch về tham nhũng từ trước đến nay cũng đã có những sự mặc nhiên chấp nhận sự tham nhũng, không có sự rốt ráo triệt để trong chống tham nhũng. Bởi một khi quyết tâm xây dựng đất nước trong sạch, lành mạnh thì không thể chấp nhận bất cứ mức tham nhũng nào, đặc biệt xét trên góc độ tiêu chuẩn đảng viên. Xây dựng đảng thì việc bất kỳ đảng viên nào tham nhũng dù chỉ một đồng cũng đã đi lệch với tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng đảng mà Tổng Bí thư nhiều thời kỳ cố gắng xây dựng. Vấn nạn cán bộ tham nhũng không còn xa lạ với người dân. Trước khi đó, báo chí trong nước đã phản ánh hàng loạt các vụ án nghiêm trọng như ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng phạm gây thiệt hại thất thoát lãng phí cho nhà nước số tiền lên đến 2.000 tỷ đồng liên quan đến sai phạm đất đai. Ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng phạm gây thiệt hại 8.000 tỷ đồng cũng liên quan đến sai phạm đất đai.
Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng đồng phạm gây thất thoát 22.000 tỷ đồng cũng vì vi phạm đất đai. Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị tuyên phạt lần lượt 36 tháng tù và 30 tháng tù vì gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ Việt Nam đồng. Phó Bí thư Trà Vinh Kim Ngọc Thái cùng với cán bộ khác bị đề nghị kỷ luật vì tham nhũng hơn 11 tỷ Việt Nam đồng. Hai cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến gây thất thoát 1.000 tỷ đồng. Các lãnh đạo cán bộ tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã nhận hàng tỷ đồng để sửa điểm cho các thí sinh. Nhiều lãnh đạo quan chức trong thời gian qua bị kỷ luật cũng được báo chí trong nước đưa tin, nhưng ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Chính ủy viên Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Khánh Hòa, ông Nguyễn Bồn, Phó Bí thư Đắk Lắk, Đắk Nông. Rồi mới đây thôi, khi mà cả nước đồng lòng chống dịch virus Vũ Hán, thì Chính phủ trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ dân thì đã đến huyện, xã, toàn bộ số tiền đều đi vào các cán bộ cận nghèo là con cháu bà con của cán bộ, nhà lầu, xe ô tô tiền tỷ. Dân nghèo thật sự chỉ biết rớt nước mắt nhìn mà cay đắng. Chỉ vài trăm nghìn đó chẳng đáng bao nhiêu, ăn cũng mỏng thôi, nhưng là chiếc phao cứu sinh, là nắm xôi giúp dân vượt qua khó khăn mùa dịch. Vậy mà chúng cũng ăn đủ. Những kẻ này phải đi tù vài chục năm là ít để suy ngẫm lại lỗi lầm của mình. Và còn nhiều vụ án nghiêm trọng khác, vụ nào con số ăn hối lộ cũng vượt xa con số 1 tỷ đồng và thiệt hại tài sản 5 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy cán bộ nào bị xử tử hình mà toàn được ưu ái kiểu xét thấy cống hiến, xét thấy công trạng, miễn giảm, nhẹ tội. Nếu không có xử phạt nghiêm khắc mà định ra mức giá để xử phạt tội tham nhũng là một cách để bày tỏ cho kẻ tham nhũng có cơ hội tính toán và hành sự. Và bằng chứng cũng của vấn đề thất bại này là hàng loạt các công trình đội vốn đắp chiếu từ Vinasin, Vinalize, nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy tinh luyện đường gang thép Thái Nguyên cho đến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Sự tham nhũng ăn chia bè phái làm cho nền kinh tế đứng bên bờ kiệt quệ. Ngay cả những nhóm ngành lấy thiên lương làm kim chỉ nam như giáo dục, y tế nở rộ tham nhũng. Điển hình như vụ nâng máy xét nghiệm từ 2 tỷ lên 7 tỷ là ăn quá dày mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa đề cập cách đây không lâu. Phải có cách gì để chặt đứt chiếc vòi tham nhũng đã ăn sâu vào máu của các quan chức của bộ máy này. Lợi ích nhóm hay nhóm lợi ích là những tổ chức cán bộ đảng viên có chức, có quyền trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng sinh ra và lớn lên từ thôn rồi leo lên xã trước khi ngoại qua huyện, ngóc đầu lên tỉnh để nghênh ngang bước vào Trung ương Bộ Chính trị. Lộ trình quan lộ của lợi ích nhóm công khai từ dưới lên trên, từ Trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân xí nghiệp. Khối doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất, nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các nhóm lợi ích trong cơ quan đảng và bộ ngành của nhà nước. Thế nhưng gần 10 năm qua, kể từ khóa 11, 2011 đến 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đứng đầu đã không sao vạch ra được, chỉ ra tên các nhóm lợi ích để trừng phạt và tịch thu tài sản trả lại cho nhân dân. Con số trên 100 cán bộ đảng viên, có người ở cấp cao đã bị bắt tù, bị truy tố, bắt đền bù tiền thu bất chính từ đầu khóa 12, từ năm 2016 đến nay, là một thành tích được báo đảng tung hô để biểu dương ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng không ai biết thủ phạm nổi cộm đã bị ngồi tù như Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông thuộc nhóm lợi ích nào trong đảng. Hiện nay, trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự trù diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm 2021, một làn sóng đánh gió tệ lợi ích nhóm hay nhóm lợi ích do Ban Tuyên giáo chủ động đã bung ra những quân bài chống chạy chức, chạy quyền và chạy vào trung ương của các phe phái trong đảng. Việc này cho thấy tình trạng lợi ích nhóm vẫn sinh sôi nảy nở như ong vỡ tổ khắp nơi, khắp chốn và trong mọi lĩnh vực, mọi cửa ngõ ra vào của hệ thống đảng, nhà nước và các doanh nghiệp. Thậm chí, cả trong báo chí đảng cũng đang chửi xéo nói xiên về chuyện lợi ích nhóm như để tung hỏa mù trong dư luận. Những chuyện báo tống tiền doanh nghiệp liên kết với nhau viết bài đánh thuê, chém mướn cho nhóm này phe kia để có lợi cho phe nhóm trong đảng hoặc cho chính mình cũng đã được ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo, công khai răn đe nhiều lần. Ngoài tình trạng báo làm áp phe phổ biến, ai cũng biết như sáng đăng chưa gặp chiều gỡ và làng báo gọi cách mạng của đảng. Tuy này không còn phổ biến đại trà như mấy năm trước, nhưng cũng vẫn âm thầm và dâm gian giao du dưới cầm bàn hay tại các quán bia ôm thời hội nhập. Vậy mà ban tuyên giáo chỉ dám viết như anh mù sờ voi rằng lợi ích nhóm hay nhóm lợi ích là một dạng tham nhũng đặc biệt, cần phải chủ động, phòng chống và ngăn ngừa. Tạp chí Tuyên giáo ngày 20 tháng 5 năm 2020. Tại sao gọi là tội phạm tham nhũng của các nhóm bằng đảng là một dạng tham nhũng đặc biệt khi thủ phạm là cán bộ đảng viên nắm giữ các chức vụ đã nhận hối lộ và đưa hối lộ? Vậy những kẻ đã dùng quyền được trao và chức được ban đã lạm dụng địa vị để tổ chức tham nhũng loại đặc biệt này như thế nào? Tuyên giáo trả lời, lợi ích nhóm, nhóm lợi ích thường liên quan đến người có chức có quyền khi có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động và cùng phân chia lợi ích. Hiểu nguyên nghĩa thì đó là lợi ích của một nhóm người gắn kết với nhau, hỗ trợ móc ngoặc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau có lợi ích và bảo vệ lợi ích đó. Lợi ích nhóm, nhóm lợi ích kiểu này được hình thành trên cơ sở cùng mục tiêu trục lợi, kiếm trác, tham nhũng, lợi dụng cơ sơ hở của các quy định để tạo ra các mối quan hệ nhằm móc nối, kiếm lợi bất chính cho cá nhân và nhóm của mình, bất chấp nhân phẩm, đạo đức, pháp luật. Theo Tuyên giáo ngày 20 tháng 5 năm 2020. Chi tiết hơn, theo tài liệu của Ban Tuyên giáo thì các ngõ ngách ăn bẩn và làm giàu của các nhóm lợi ích hay lợi ích nhóm đã diễn ra như sau. Thứ nhất, diễn ra trong quá trình hoạch định, ban hành và thực thi chính sách về kinh tế xã hội như quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, gây ngân sách của nhà nước, đất đai, tài nguyên trong đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân hàng, tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực. Thứ hai, thao túng trong các công tác cán bộ chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Thứ ba, càng về cuối nhiệm kỳ, những người thuộc nhóm lợi ích thường chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình, nhóm của mình, tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có lợi cho nhóm lợi ích của mình. Tài liệu trực thực trạng xu hướng và giải pháp phòng chống lợi ích nhóm ở nước ta hiện nay, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật 2015 trang 42. Để biết rõ hơn, con mắt đảng tuy đã thấy hết mà vẫn như quáng gà trước một thực trạng tha hóa trong đảng và hết thuốc chữa. Chỉ 2 năm sau ngày ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm lãnh đạo khóa 11 từ năm 2011,
Bài tường trình của Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 1 tháng 8 năm 2013 viết như sau. Hiện nay ở nước ta, nhóm lợi ích tiêu cực phát triển khá phổ biến, hiện diện ở tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội. Nhưng phổ biến nhất, tác hại nhất và nguy hiểm nhất là lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội được thể hiện dưới các dạng như sau. Tạo quan hệ với cấp trên, với cơ quan có thẩm quyền, khi mà cần thiết có thể hối lộ dưới mọi hình thức để giành được kinh phí, đề tài, dự án v.v. cho đơn vị địa phương v.v. Trong khi có thể bố trí kinh phí, đề tài, dự án cho đơn vị địa phương khác sẽ có lợi và hiệu quả hơn. Tạo quan hệ móc ngoặc với những người có chức, có quyền, quyết định để được bố trí với các chức vụ trong không, những chức vụ mong muốn cho bản thân hoặc người trong gia đình, trong khi năng lực, phẩm chất không đáp ứng được yêu cầu của các vị trí công tác đó. Nhà đầu tư doanh nghiệp tạo quan hệ móc nối với cơ quan người có thẩm quyền quyết định hình thành nhóm lợi ích để xây dựng các dự án, chủ trương đầu tư hoặc giành được các dự án phát triển kinh tế xã hội nhằm mục đích kiếm lợi, có chi trả phần trăm cho chủ đầu tư, không tính đến hiệu quả đầu tư hoặc hiệu quả thấp, miễn là có việc là có ăn. Người có chức có quyền thoái hóa biến chất, chỉ chăm lo vu vén lợi ích cá nhân, chỉ phê duyệt cho những đơn vị cá nhân nào biết quan hệ, biết điều, chi trả phần trăm đậm hơn. Các doanh nghiệp là sân sau đồ đệ trung thành của những người có chức có quyền hình thành nhóm lợi ích, cấu kết với nhau để cùng nhau có lợi ích, bảo vệ lợi ích cho nhau. Doanh nghiệp của các đồ đệ trung thành phải chăm lo lợi ích của sếp, tạo dựng uy tín, lo lót để che chắn khuyết điểm của sếp, để sếp được vào một vị trí công tác mong muốn, v.v. Đến lượt sếp trả ơn, chăm lo lợi ích của các doanh nghiệp đồ đệ của mình, phê duyệt cho những dự án béo bở, cất nhắc họ vào những vị trí làm việc hứa hẹn nhiều bổng lộc, v.v. Một bộ phận cán bộ công chức thoái hóa biến chất trong các cơ quan chức năng, thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan điều tra, v.v. cũng bị móc nối và vì lợi ích, vị kỷ của mình, hình thành nhóm lợi ích với các cơ quan và cán bộ, công chức là đối tượng thanh tra, kiểm tra, điều tra, v.v. để che chắn khuyết điểm, thậm chí làm nhẹ tội cho những đối tượng này. Những biểu hiện trên đây là lợi ích nhóm tiêu cực đã được Đảng tổng kết thành các hành vi chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, và dư luận xã hội đã tổng kết muốn có chức quyền, lợi ích phải có tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ và cuối cùng mới là trí tuệ. Biết rõ chúng cấu kết, thành hình, moi móc để ăn như vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng không tìm ra được những nhóm con sâu, một người thật và việc thật để trừng phạt và lấy lại của ăn cắp, ăn cướp mà chỉ biết hô hào, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền. Tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 11 đến 14 tháng 5 năm 2020. Hay như tuyên giáo cũng tát nước theo mưa khi phóng loa đẩy mạnh đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện bè phái, cánh hậu, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, quan liêu tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm, thì những ổ sâu lợi ích nhóm hay nhóm lợi ích đến bao giờ mới hết tiền nuôi bồ nhí và xây biệt phủ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.